Chào mấy em. Welcome to T4. Khỏe không? Khỏe. Ok. Bữa nay anh có cơ hội để đưa mấy em đi tham quan công ty. Ok, đây là cái showroom của T4. Đây là những cái sản phẩm của T4 này, Sport. Rất là nổi tiếng trên thị trường về cái ghế human touch. À, đây là cái mẫu mới nhất của T4 ra cho 2014 next year đó. Rất là được ưa chuộng ở cái show Cosmoprop năm mới đây, cách đây tuần trước đó, ở bên Vegas đó. Rất nổi tiếng cái design này. Ok, để anh đưa mấy em đi tham quan cái phòng, mấy phòng production ở dưới đây ha. Ok. Đây là cái phòng production. Có nghĩa là khi mà order vô đó, ở trên kia mấy cô thư ký sẽ đưa cái sale order xuống dưới đây. Bắt đầu ở đây mấy anh sẽ lấy hàng ra từng cái order, mấy anh lắp ráp. Đây, ví dụ đây là một cái order này, là một set cho một cái tiệm nail. Đó, những cái màu trắng này, mấy em thấy đó, xin kiến đó đang làm đó, là cho một cái order. Đó, mấy anh sẽ lắp ráp tại đây hết tất cả đồ post làm tại đây. Đây là phòng production. Giờ mình qua bên cái chỗ khi mà họ làm xong, họ lắp ráp xong, bắt đầu họ mới đưa qua cái phòng bên kia để họ test nước. Một tiếng đồng hồ để test, bỏ nước vô chạy coi nó có bị leak, nó có bị problem gì hay không. Đó. Sau đó bắt đầu mới đưa qua cái khâu shipping để ship ra. Đó. Khi mà trong đó họ làm xong á, là đưa qua cái phòng bên đây. Thì bên đây sẽ có người bỏ nước, gắn nước, gắn nước nóng, nước lạnh vô, gắn điện vô để test coi nó có bị defective hay là bị cái gì hay không trước khi ship hàng ra. Đây là cái phòng test and quality control nằm ở phòng này. Test lau chùi sạch sẽ hết, bắt đầu mới đẩy qua cho cái khâu shipping để họ ship đi. Đó, những cái đó là đã làm rồi, test nước xong rồi đó. Ok, khi mà test nước xong, ready hết rồi đó, mà good, không có problem gì á, không có bị trục trặc gì á, thì bắt đầu mới đưa qua bên đây là để ready để ship. Rồi cái người shipping buổi sáng họ vô á, họ sẽ cầm, họ cứ nhìn theo cái tờ giấy này, cái order này có bao nhiêu cái bồ, cái ghế màu gì, cái gì á, đó là bắt đầu họ pack, họ ship đi. Đây là một cái order. Giờ anh đưa mấy em qua coi cái khâu shipping với warehouse phía sau đây. Khi mà bên đó họ xong hết rồi, họ qua đi, họ control, họ coi hết rồi, test đầy đủ hết rồi, bắt đầu đưa ra đây. Đây là bắt đầu họ pack vô trong mấy cái thùng này nè, nó có mấy cái giấy này đó, là ready, nó có cái ngày á là ship ra đó, là bắt đầu họ pack, họ ship ra. Đây là cái shipping ở đây, sẽ lo về shipping ở đây. And bên đây á, bây giờ anh sẽ đưa vô coi cái kho chứa ghế của công ty nằm trong đó. Thì mình ship đi toàn nước Mỹ, Canada, mình có ship hàng qua bên Nam Mỹ, bên Úc. Ok, đây là cái kho chứa mấy cái ghế massage để đi với mấy cái thấp đó, mấy cái bồ hồi nãy mà mấy em coi đó. Đó, đây nằm hết đây. Đây là ghế của Human Touch. Cái ghế này rất là nổi tiếng. 8 năm nay rồi. T4 bán cái ghế này 8 năm. Ghế này rất là nổi tiếng. Rồi, mỗi tháng, đây là cái kho ghế đó, mỗi tháng thì công ty vô từ 500 tới 700 cái mỗi tháng. Đây là kho chứa ghế. Mấy cái thùng này là mấy cái pad set này, mấy cái bộ da đó của cái ghế đó, nó có 4-5 màu, khách thích màu nào thì mình ship cái màu đó cho họ. Ghế T4 ra sinh, thuộc loại là sinh sau để muộn đó, mới ra có 8 năm thôi mà nổi tiếng trên thị trường đó, là nhờ cái ghế này.
rất là tốt, nó bền lắm, nó làm cho commercial use á, nó không phải là ghế home use. Và khi mình thích họ đi ra cái ghế này riêng đặc biệt để cho T4 bán cho tiệm nail, có thể xài, nó có thể xài 8 tới 10 tiếng một ngày. Wow. Một năm không cần nghỉ ngày nào cũng được nữa. Thì nhiều tiệm nail họ đâu đóng cửa đâu. Họ làm luôn chủ nhật mà. À, đây là cái chỗ để công ty chứa bồn bên đây, mấy cái bê, mấy cái thấp nằm bên đây. Mỗi cái thùng nó có cái hình, có cái tên của một cái model khác nhau, giống như cái model này gọi là Cordier. Là cái design. Nó có cái hình, có tên ngoài thùng hết để cho nhân viên họ không có bị lộn. Họ lấy cái thùng ra họ biết. Giống như cái bồn này, bồn Triton. Đó, cái model này. Cái này Catania. Bên đây là chứa. Đó mấy em thấy không? Cái Stella là cái bồn hôm bữa mình mới đi show tuần vừa rồi đó, ở bên Vegas đó. Đó Stella, mình hit cái năm nay mình hit cái đó. Sau cái đó sẽ là cái number one sale cho năm tới đó. Vivo đó. Nó cái bồn này mấy bồn này cũng bán nhiều, bồn chết. Cái bồn này công ty ra hồi năm 2010 nhưng mà tới giờ phút này vẫn là thuộc lại top sell luôn. Nó là cái bồn kiến nha, yeah, bồn chết. Welcome back ladies. Did you guys like the tour of T4? Yes. Okay. So today is going to be your last challenge, okay? We are about 2 weeks away, 1 week away from the finale. So, today you guys will be recording a commercial. You guys all have an equal amount of time to look over the script and to memorize the script for this commercial. You will once again be working with Michael, which you guys have already been very familiar with. So with this commercial, it will air the night of your finale, and the audience will select which commercial they like best. And the commercial that gets selected will be aired on the various TV stations. Are you guys excited? Yes. Okay, so we understand that some of you guys may not be fluent in Vietnamese, so we have Uyên Vy who will be here to help you guys with all your language needs, okay? But we want you guys to pretty much represent T4 because this is going to be something that you're going to do further on, more of this if you get selected and if you are the winner, okay? So I'm going to give you guys the script, and some of you guys are probably looking at it like, what? But don't worry, Uyên Vy will help you with the script, okay? So what I want you guys to do now is you're gonna change into your red outfit and we're gonna come out and prepare for your commercial. All right, good luck, ladies. Thank you.
Vòng chung kết của cuộc thi College Model Search sẽ được thâu hình trực tiếp vào ngày 2 tháng 8, từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm tại vũ trường Red Velvet. Chương trình gồm hai MC Bun Trần và Pha Lê và sự góp mặt của các ca sĩ như Triệu Minh, Andy Quát, Ngọc Tiên, Hải Bình, Win V, rapper Daiki và ban nhạc O Maxim Band. Chương trình còn có sự góp mặt của 5 nhà thiết kế thời trang cùng 10 cô người mẫu đẹp, sexy và sang trọng. Giá vé có 3 hạng, Celebrity Seating là 100 đồng, VIP 75 và đồng hạng là 25 đồng. Mọi chi tiết về giá vé xin gọi cho số điện thoại 713-363-1634. Chúng tôi xin mời quý vị đến với vòng chung kết để bầu cho các thí sinh mà quý vị yêu thích và xem coi ai sẽ là người thắng giải thưởng 5.000 đồng và 1 năm hợp đồng người mẫu với công ty T4 Spa. Chương trình College Model Search được bảo trợ bởi Anh Lãng của Direct Furniture, nơi quý vị có thể tìm kiếm nệm Tempur-Pedic và ghế massage hiệu Kawaii. T4 Spa để mà chuẩn bị cho phần thi quảng cáo thì Uyên có một chút hồi hộp và một chút hào hứng vì không biết là hôm nay mình sẽ làm như thế nào, nhưng mà Uyên sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành phần thi này. Lời cuối cùng Uyên muốn gửi đến quý vị khán giả rằng là xin quý vị hãy đến ủng hộ cho Uyên vào ngày thứ sáu, ngày 2 tháng 8 ở Red Velvet Lounge, và kính chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. T4 Spa Concept and Design không ngừng đổi mới để mang lại cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn về thẩm mỹ. Thoải mái. Đã được thử nghiệm và công nhận là những sản phẩm đạt chất lượng cao và an toàn. Today we have to shoot a commercial shoot for T4 Concept and Design, and I'm really nervous because I know for this competition this is really important because this will be broadcast on all the TVs, and for the finale it's really important for me if you guys can come out and support me and have fun with me on August 2nd. Okay, ready? 3, 2, 1, go. T4 Spa Concept and Design come. T4 Spa Concept and Design không. Okay, ready, keep it. After the commercial shoot, I'm still extremely nervous because even though I think I might did good, I don't know how it will translate into TV. I just hope it turns out great. T4 Spa Concept and Design không ngừng đổi mới để mang lại cho khách hàng những sản phẩm đặt tiêu chuẩn về thẩm mỹ. Thoải mái.
đã được thử nghiệm và công nhận là những sản phẩm được chất lượng cao và an toàn. Today we're here at T4 Spa Concepts and Designs. We are going to do a challenge and shoot a commercial. Very unexpected, and I'm feeling pretty nervous about this challenge, but hopefully I can overcome it and pass the next round. That's going to be our finale show, which I'm super excited for. I hope everyone comes out and supports me and helps me feel a little bit less nervous. I think it's going to be a great turnout. Today's commercial for T4 Spa, I found that it was very nerve-wracking to prepare for it, but after memorizing it, it wasn't too bad for me and I really enjoyed being in front of the camera. So overall, I think I did pretty good. We'll see how it goes and what the audience thinks. Hopefully everyone will come out to Red Velvet and see the commercial. T4 Spa Concepts and Designs không ngừng đổi mới để mang lại cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn về thẩm mỹ. Thoải mái. Đã được thử nghiệm và công nhận là những sản phẩm đạt chất lượng cao và an toàn. Today's challenge is to shoot a commercial for T4 Spa. Our finale is coming up and I'd really like for everyone to invite their friends and family to come out to Red Velvet Lounge and support yours truly and as well as the other models. Challenge was shooting a advertising commercial for T4 Spa, and it was pretty challenging. I definitely have a newfound respect for advertising models. I think I did fairly well after, you know, we were given 10 minutes to memorize the script. I took 15, but I think I did pretty well. Hopefully y'all like my commercial. T4 Spa Concepts and Designs không ngừng đổi mới để mang lại cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn và thẩm mỹ. Thoải mái. Đã được thử nghiệm và công nhận là những sản phẩm đạt chất lượng cao và an toàn. Cảm giác trước khi quay quảng cáo của em cảm giác hơi run, nhưng mà em rất là tự tin trong phần thi này vì khả năng nói tiếng Việt của mình. Hy vọng khán giả sẽ bình chọn cho em và đến với Red Velvet vào ngày tháng 8, ngày mùng 2 để ủng hộ cho em và các bạn.
phần quảng cáo vừa rồi. Em hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho em tiếp tục trong cuộc thi này. T4Spa, concept and design, không ngừng đổi mới để mang lại cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn về thẩm mỹ. Bye bye. Được thử nghiệm và công nhận là những sản phẩm đạt chất lượng cao và an toàn. Vòng chung kết của cuộc thi College Model Search sẽ được thâu hình trực tiếp vào ngày 2 tháng 8, từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm tại vũ trường Red Velvet. Chương trình gồm hai MC Bun Trần và Pha Lê và sự góp mặt của các ca sĩ như Triệu Minh, Andy Quát, Ngọc Tiên, Hải Bình, Win V, rapper Daiki và ban nhạc O Maxim Band. Chương trình còn có sự góp mặt của 5 nhà thiết kế thời trang cùng 10 cô người mẫu đẹp, sexy và sang trọng. Giá vé có 3 hạng, Celebrity Seating là 100 đồng, VIP 75 và đồng hạng là 25 đồng. Mọi chi tiết về giá vé xin gọi cho số điện thoại 713-363-1634. Chúng tôi xin mời quý vị đến với vòng chung kết để bầu cho các thí sinh mà quý vị yêu thích và xem coi ai sẽ là người thắng giải thưởng 5.000 đồng và 1 năm hợp đồng người mẫu với công ty T4Spa. Chương trình College Model Search được bảo trợ bởi Anh Lãng của Direct Furniture, nơi quý vị có thể tìm kiếm nệm Tempur-Pedic và ghế massage hiệu Kawaii.